Em sao? Đây là bé hamster Elsa. 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 Ăn đi. Trời, cơm một miếng chạy đi ăn này. Đây là bé hamster Elsa. Không hiểu vì lý do gì mà bé chạy lên nệm đấy. Bé chạy lên kiếm tuy un đấy. Ghê chưa? Và bé nhét đồ ăn rớt dưới đây luôn. Bé hamster siêu quậy này. Trời ơi. Em sao anh quậy quá em sao? Đồ ăn thôi. Em sao? Đi. Đi về nhà đi, nhanh lên. Nó leo trèo sao hay thiệt chứ. Nhà ở trong lâu đài. Không ở leo lên giường ở rồi ha. Hay quá ha. Nhảy nhót rồi trèo hay thì chứ. Rồi. Em sao? Em sao? Đi. Không chịu, không chịu. Giỡn giỡn. Tối không ngủ. Tối không ngủ. Elsa. Elsa đi kiếm đồ ăn rồi. Cho em. À, cho nó ăn khoai tây chiên. Elsa. Come on, Elsa. Rồi Elsa ăn đi. Elsa gặp Tiun là chỉ để xin ăn thôi. Cuộc sống của Elsa thật là tuyệt vời. Bây giờ tôi có thể thoải mái giải cứu động vật hoang dã nuôi thú quý hiếm. Các bạn thấy khả năng huấn luyện thú của tôi như thế nào? Master của Master rồi. Chuột mà nuôi như chó luôn còn được đó mọi người. Elsa, you like that? I know you like it. Nhớ nha, phải về nhà mới có ăn nha. Đi chơi là phải về nhà, đi vệ sinh là cũng phải vô nhà. Không được đi ngoài đường. Đi ngoài đường là tôi xử tội đấy.